Vậy thì sau đây chúng ta hãy cùng Đức bước vào CRC show ngày hôm nay. Thế mọi người đã nghe câu chuyện đầu rồi đúng không ạ? Thì câu chuyện của chúng ta nó sẽ bắt đầu một chút u ám, một chút bóng tối một tí. Ban nhạc đầu tiên đến với CRC show ngày hôm nay, họ là những bartender. Họ sẽ mang đến cho chúng ta một ly cocktail có thể hơi đen tối một chút, hơi nung nổ một chút, nhưng mà chắc chắn là họ sẽ vô cùng gây nghiện. Ngay sau đây chúng ta cùng sẵn sàng để chào đón Emojito. Xin chào tất cả mọi người ạ. Ngày hôm nay thực sự quả là một ngày rất đặc biệt cho mình, vì đây là lần đầu tiên chúng mình được tổ chức show sau một năm dài để dịch giã. Mình cảm ơn rất là mọi người vì đã đến đây và lớp kín được Whiskey Mystery Man như thế này. Đầu tiên thì chúng mình xin phép lên một vé mời với mọi người để có thể hóa thu với mọi mình hôm nay.